Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Mở đầu tin bão năm nay sẽ có ngay sau đây là tin nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 60%. Dự báo do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay ở khu vực đồng bằng Trung Du Bắc Bộ, phía Nam Sơn La, Hòa Bình, khu vực Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày mai, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến từ 45 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 đến 17 giờ. Khu vực Hà Nội ngày hôm nay có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Từ ngày mai trở đi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến từ 50 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 giờ đến 17 giờ. Cảnh báo từ ngày mai, nắng nóng gay gắt gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Đợt nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài lâu hơn. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần tin bão năm 2021. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cập nhật về hiện tượng ENSO, thời ENSO tiếp tục có xu hướng chuyển dần từ La Nina sang trạng thái trung tính từ tháng 6 trở đi với xác suất khoảng từ 70 đến 80%. Sau đó tiếp tục duy trì trạng thái trung tính nhưng vẫn nghiêng về pha lạnh từ mùa hè cho đến cuối năm 2021. Về dự báo bão và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định mới nhất từ đầu tháng 6 trở đi, bão có khả năng bắt đầu hoạt động ở vùng biển phía Bắc Biển Đông và gia tăng tần suất trong những tháng tiếp theo. Nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những tháng từ tháng 7 đến tháng 9. Ảnh hưởng đến các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ từ tháng 9 cho đến hết năm 2021. Dự báo số lượng bão trong năm 2021 hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng từ 12 đến 14 cơn, tức là ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khoảng từ 5 đến 7 cơn. Trong mùa bão năm nay, người dân cần đề phòng các cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp trên khu vực Biển Đông. Đề phòng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc trong những tháng mùa mưa bão. Ngoài ra, đề phòng gió mạnh trên biển cho hoạt động của gió mùa Tây Nam ở khu vực Nam Biển Đông trong những tháng 6 đến tháng 9, gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Mưa lớn có khả năng xảy ra dồn dập trong tháng 10 và tháng 11 ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng Nam Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng Nam Sơn La, Hòa Bình từ 35 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng. Riêng khu vực đồng bằng và trung du có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ.
đồng bằng và trung du là từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5, đêm có lúc cấp 6, biển động. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng giữa Biển Đông sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau mưa dông có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.